Xin chào các bạn, mình là Giang Đẫm, chào mừng đến với kênh Bí mật Underground. Ok, chạy intro nhanh lên, còn nói về dê chót nào ra về rap rồi kìa. Vậy là lần đầu tiên trong lịch sử rap Việt có người đã ra nhiều bài rap cùng một lúc, nhưng không phải bằng nhạc mà là bằng story. Cụ thể là trong một ngày, dê đã ra 15 story liền để rap Zombie Kiban và Hater, bao gồm cả chữ, ảnh và video. Với lượng thông tin mà dê đưa ra thì dân mạng tính toán được rằng có thể làm được một bài diss 3 track nối nhau dài hơn cả ICD. Nhưng dê là vô địch rap Việt nên sẽ không làm như thế. Nhắc đến rap Việt thì dê cũng có nhắc đến chương trình này trong các story của mình. Và đây rất có thể sẽ là chi tiết thật sự sẽ đánh mất toàn sự nghiệp của dê, và mình sẽ nói rõ ở cuối video nhé. Ok, bắt đầu rồi. Vì có quá nhiều story nên mình sẽ tóm tắt những story quan trọng nhất, đặc biệt là do vốn từ vựng tiếng Việt của dê quá khủng, giống như đã từng được PR tại Rap Việt mùa 1, nên là tầm cỡ của mình thì cũng chưa dịch được hết. Các bạn thông cảm nếu như mình dịch chưa chuẩn, có gì sai thì comment bên dưới sửa giúp mình nhé. Đầu tiên, dê chót đã không còn coi zombie là đàn anh mà tự nhận mình là anh trong story thứ nhất và gọi zombie là nó. Dê chót thanh minh rằng chuyện fan mình được xăm mặt dê lên sau đó lại đè mặt chó lên là do zombie. Fan đó là cháu của zombie và zombie hồi đó cũng là thợ xăm, nhưng mà dê xăm đẹp hơn nên là zombie đưa cháu của mình qua để xăm. Về sau, zombie nói xấu về dê nên là bạn đó đi xăm đè lại hình con chó lên. Và cuối cùng chốt lại, dê nói rằng vợ zombie ghét dê nhưng vẫn phải cảm ơn dê. Story thứ hai, dê chửi thẳng truyền thông hip hop, nói rằng cứ có tiền là truyền thông chọn phè nói tốt cho người chi tiền ngay, vì dê ngày xưa cũng làm thế. Cái này dê nói cũng có phần đúng, nhưng rõ ràng là tự bóp, tại vì nói rằng mình nổi là nhờ tiền truyền thông chứ không phải là nhờ tài năng. Story thứ ba, mình xin dịch lại 5 ân huệ mà dê dành cho zombie, đó là 1. Tự xin lỗi chính zombie. Cái này thì mình cũng không hiểu, đừng hỏi mình nhé. Xin lỗi gia đình dế và những người zombie đã lừa dối, nhưng mà cũng không thấy phải xin lỗi dế ở đâu cả. 2. Solo tay đôi. 3. Dế chỉ đăng 3 chữ nhị tí tiểu. Mình cũng đã phải Google search xem nó có nghĩa là gì, thì kết quả đầu tiên nó là nhịn tiểu. Ủa may quá, không phải là cái bệnh gì hết. Mà kết quả thứ hai là nhị tí tiểu là tên một nghĩa trang của người Triều Châu, gốc hoa tại Sóc Trăng. Tóm lại là zombie sẽ phải bay màu. 4. Bắt zombie sống an phận, đừng bóc phốt dế nữa. Cái này thì cũng không biết là ba nơn hay là xin nhỉ. 5. Tiếp tục công việc đưa anh em zombie đi lên ghi tên, và quan trọng là phải nhanh, chấm than. Đương nhiên zombie chưa kịp hỏi rằng là phải chọn một trong năm hay là chọn cả năm, thì dế đã đánh phủ đầu bằng story thứ tư. Dế đính chính rằng bài West Side Squad không phải là nhạc phim 79810 chính, mà là bài Thằng Anh Em do dế viết hết. Bài West Side Squad thì phim có dùng mỗi 30 giây thôi. Dế còn nói rõ rằng là anh đạo diễn Dustin Nguyễn phải mất đến 2-3 lần mới gặp được dế. Đặc biệt là bài West Side Squad thì không rõ tiền nong, nhưng bài Thằng Anh Em dế được 15 chai và đã chia cho zombie 7 củ. Thậm chí zombie còn phải mang ơn dế khi được dẫn lên Sài Gòn chơi tham gia họp báo phim. Mình xin bỏ qua cái story thứ 5 tại vì mình không dịch được. Story thứ 6, zombie nói rằng LS là người fit cùng trong bài West Side Squad, rất sống tốt với dế mà cũng bị zombie ăn hiếp, và hình như dế cũng chia 4 chai từ bài West Side Squad cho LS thì phải. Story thứ 7 thì dế chơi phần 4. Story thứ 8, dế đang tưởng tượng zombie phải ngồi giải thích với anh em sau khi bị dế bóc phốt. Story thứ 9, dế gửi lời chúc ngủ ngon. Story thứ 10 là dế ngủ dậy cái đã đăng luôn, đăng ảnh Kiban và zombie. Mình cũng không rõ là đang chửi ai hay là chửi cả hai, chỉ biết là bóng gió nói zombie đã chọn ân huệ thứ 5, nghĩa là từ trước khi ra bài đi dế, zombie đang làm cái gì cứ làm vậy tiếp đi. Không biết cái điều này là thật hay là dế đang mơ. Story thứ 12, dế gọi thẳng zombie là đệ và tự nhận bản thân đang làm trò để PR sản phẩm, thì tự nhiên zombie cũng lợi dụng để cắn. Vì vậy cái bài tiếp theo dế sẽ không làm trò, không PR nữa cho người khác tức. Story thứ 13 đơn giản là đuổi hater. Ngoài ra dế còn đăng 2 video lên story nữa. Một video nói rằng zombie phải gọi dế là huyền thoại, và một video để phản phá và dọa hater vì dám đụng vào người tốt, người có tiếng nói như dế. Và cuối cùng thì dế cũng rap thẳng zombie sau khi thách thức, và hai người đang dừng ở bước chọn địa điểm gặp mặt. Dân mạng thì đang gợi ý là gặp đâu cũng được, quan trọng là quán trà sữa. Ngoài ra thì theo mình quán cà phê nó cũng được, nhưng mà đừng có nhắc đến mẹ của nhau là ok. Mai tao lên nhà tao bảo tao chơi mẹ mình trên nhà đúng không? Quan điểm của mình thì mình vẫn giữ như là kiếp trước, dế không ra nhà rap zombie đâu. Và nếu có ra thì đã ra rồi và dùng tất cả những luận điểm ở trên story và bài nhạc. Dế biết thực lực bản thân và chỉ có cách thanh minh bằng story và mong chuyện sớm qua. Story đăng một ngày thì nó tự mất mà lên. Ngoài ra dế muốn gặp zombie giảng hòa trực tiếp. Theo mình đây cũng là điều có thể tin được vì đây là cách giải quyết dứt điểm. Nhưng hành động của dế rõ ràng là đang thể hiện sự mất kiểm soát do bị áp lực từ cộng đồng.
và nó nằm hoàn toàn ngoài dự tính của dế so với lúc lên kế hoạch PR sản phẩm. Tuy nhiên điều tối kỵ của nghệ sĩ thì dế lại mắc phải trong story thứ 11 mà bây giờ mình nhắc đến, đó là việc quay lưng với chính cái danh hiệu mà mình đạt được. Có một câu quan trọng trong story này đó là mấy cái chức danh giải thưởng gì đó cũng chỉ lót đường cho người có tâm như tao đi. Đây là một câu chí mạng rất có thể sẽ kết thúc sự nghiệp của dế. Thứ nhất, dế công khai quan điểm rằng bản thân không còn coi trọng danh hiệu quán quân rap Việt của mình. Thứ hai, việc dế dùng từ lót đường rất có thể bóng rõ rằng chương trình vốn đã sắp đặt cho mình thành nhà vô địch. Ba, trong story này dế tự nhận mình là người có tâm, thậm chí còn gọi mình là cây đa cây đề và gọi là huyền thoại. Nghiễm nhiên đặt bản thân mình là lên trên cao rất nhiều rapper khác. Đây là điều sẽ làm dế bị rất nhiều rapper chia mũi giáo về phía mình. Và tóm lại một câu theo mình trường hợp này là hết cứu. Theo bạn thì dế và zombie có giảng hòa không? Và nếu bạn là dế chót thì bạn sẽ làm gì? Comment cao kiến của bạn ở bên dưới nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để làm thêm những video tiếp theo nữa phân tích cho bạn. Ok, giảm đỡ, bye bye.